Não có thể ngưng động ký ức kiểu như trạng thái lang hoặc là đăng tải ở máy tính. Cơ thể đột nhiên mất ý thức với các biểu hiện như bất ngờ ngừng việc đang làm, mắt nhìn chằm chằm vào một vật gì đó trong khoảng từ 3 tới 30 giây.